Chương trình Phụ Nữ ngày nay xin được trở lại với phần 3. Và đề tài ngày hôm nay là làm sao sống đơn giản để cuộc sống chúng ta được thanh thản, thành thơi. Và như thường lệ chúng tôi cũng có hai người bạn đã tham gia chương trình là luật sư Trần Khánh Hương và giáo sư tiến sĩ Kim Oanh. Chúng tôi thực hiện chương trình này với mục đích thay đổi cả bản thân chúng tôi và chia sẻ những cái tin tức, những cái thông tin có thể và những cái phương pháp, những cái lời khuyên của trên những bài viết mà những bài đọc chúng tôi đã đọc được để cho quý vị có thể phần nào giúp đỡ cho quý vị cũng nghe cả chúng tôi được đời sống chúng ta được đơn giản. Tại vì hiện tại thì đời sống mỗi ngày cứ nghe người này chết, đúng. Người này bị rồi kinh tế khủng hoảng, rồi vật giá leo thang, làm áp lực căng thẳng lắm. Và chúng ta sắp sửa hết một năm của năm Tân Sửu, không ạ, năm con trâu, và sắp sửa qua con cọp. Không biết con cọp này nó có đáp ứng con trâu hay không, nhưng mà thực hiện chương trình này với mục đích cũng cho, giúp cho chúng tôi cũng như quý vị tìm một cái niềm nào đó mình có thể dễ thực hiện được để chúng ta sống vui vẻ hơn, an lành hơn. Và bây giờ cái mùa này là tháng 12, đang đổ vào tuần thứ nhì của tháng 12, và sắp sửa đến Christmas cũng như là Tết Tây, Tết Ta. Thì nói về cuối năm thì vấn đề mua sắm quà cáp cũng làm áp lực nhiều lắm. Quà làm cáp sao chúng ta thành thơi được, thưa hơn cũng như kiểu anh. thì mình nghĩ đó là bây giờ trước khi nói, đặt câu hỏi cho Hương Thơ với là anh Hưng, cái món quà gì là quý nhất, món quà gì quý giá nhất mà mình có thể cho người khác? Nếu mà hỏi Hương thì Hương nghĩ rằng là cái thời gian và cái tình mình đối với nhau. Cái tình ở đây là ngay cả là nói về vợ chồng thì dĩ nhiên rồi. Và về cho bố mẹ con cái, nhưng mà ngay cả cái tình thân, tình thân của bạn bè thì đối với Hương thì nó rất là quý. Và mình nên tại vì khi mà thì cái tình thân đó, cái tình cho nhau nó thể hiện qua cái thời gian mình đúng cho rồi. Họ đúng đó rồi. Đó là cái món quà quý giá nhất, là cái thời gian mình chứng tỏ được mình yêu quý người khác khi mình cho họ cái thời gian. Thì cái muốn chia sẻ là một cái kinh nghiệm mà mình bắt đầu từ mấy năm trước. Và năm vừa rồi là cái năm mà không có làm được vì dịch Covid, nhưng mà mới làm được năm nay, là tụi này có hai đứa cháu nội. Thì ngay khi mà hai đứa đó, một cô bé là 5 tuổi, anh chàng 3 tuổi, thì thay vì là cho quà, tại năm nào cũng gửi quà cho tụi nó, mà quà nó quá nhiều, bố mẹ rồi bên nội, bên ngoại, bên chú, bên gì cho, cái mình thấy là không có cho quà nữa, mình cho thời gian. Thì cho như thế nào, khi mỗi lần mà chơi với nó rất là thích, tại vì là mình nói chuyện với nó, mình hỏi han nó, thì cứ là làm thành một cái truyền thống mỗi năm sau cái dịp Thanksgiving là thứ năm, bắt đầu từ thứ sáu cho tới chủ nhật, thì tụi này thuê một cái hotel ở ngay trên DC, gia đình mấy đứa bé này thì ở Virginia, mình nói bố mẹ nó đưa tới cái hotel và mình dành trọn cái cuối tuần đó cho các bé. Mình dẫn đi bộ, đi coi museum, đi zoo, tùy theo cái tuổi nó. Và khi đi như vậy mình hỏi han tụi nó, mình nói chuyện, nó mê lắm. Đến năm nó bắt đầu nó lớn, mình vừa tới nơi đã thấy hai anh chị hai cái vali đứng trước nhà đợi rồi. Và trong cái cuối tuần đó là mình dành hoàn toàn thời gian cho hai đứa bé và chụp hình gửi lại cho bố mẹ nó. Năm vừa rồi thì không đi được, năm nay thì lại có thêm một cháu 2 tuổi thì là còn trong băng tả, đem cả ba đứa đi rất là cực. Là không có bố mẹ hả? Không có bố mẹ, nó ngủ lại với mình ở hotel overnight. Và đó là thời gian thì bố mẹ nó được đi chơi, các bố mẹ có thể đi ăn đi chơi. Và nó trở thành một cái truyền thống mà mình những cái năm đầu mình cho nó đi subway, metro, là cái mà bố mẹ đâu có bao giờ cho đi, đi đâu cũng chở xe. Đây mình cho đi những cái phương tiện công cộng, đối với nó là một cái new experience, một cái kinh nghiệm mới. Nó về, nó nói, nó kể cho mọi người. Rồi đem đi một nhà hàng mà kiểu như là về Trung Đông, bố mẹ đâu có bao giờ cho con đi ăn những cái thứ đó, nhưng mình giải thích cho nó cái xứ Lebanon là ở đâu, cho coi bản đồ, rồi nó nói chuyện, rồi tối về ăn xong tối về kể cho đọc truyện Ngàn Lẻ Một Đêm để cho nó biết cái xứ đó, là mình mở mang đầu óc. Thì cái đó là cái món quà, và tụi nó bây giờ nó rất là mong tới cái ngày đó mỗi năm. Hương Thơ rất là sợ đến ngày Christmas, tại vì ai cũng mong chờ quà cáp. Chúng ta đã thay đổi cái cách cho quà, tại vì mình cho những gì người ta cần. Thời gian nếu mình cho được mình cho. Và mua những cái gì người ta cần,
đã nhiều khi nhận quà mà mình không thích, yeah. mình mua cho nó có lệ thì cũng không nên. Như là con ông thơ thì mới có cháu thì ta nghĩ là rất là cần tiền, chúng ta chỉ cho tiền và con mua gì cho cháu. Hay mỗi lần sinh nhật ông thơ chỉ nói con biết vợ con thích cái gì con mua đó. Và ngược lại nó con dâu con trai của mẹ thích cái gì con mua đó, thì mẹ mua rồi không có đúng ý. Và nếu mà cháu hỏi mẹ thích cái gì thì ông thơ cũng nói là mẹ thích này, cái điều này có những cái vật rất là rẻ tiền nhưng mà mình cần mà mình cho con mình để mình cảm thấy như là cái robe, mình cái áo khăn tròn sau khi tắm. Nó không phải là một đồ đắt tiền, mấy chục bạc nhưng mà mình thích. Mỗi lần đây tôi nghĩ là con thơ nó đang ôm thơ. Đó là cái ý nghĩa cho quà, là cho những gì người ta cần và người ta có ý nghĩa về cái tình cảm mình dành cho món quà đó. Giống như tôi tặng cho boss thơ một cái kem thoa mặt, không có mất tiền, cũng cái gì mà tôi xài tốt tôi cho. Tôi nói chúc bà được lúc nào cũng tươi trẻ, không có mất tiền. Thì đó là tôi nghĩ là cái món quà Giáng sinh quan trọng, mình đặt cái tâm, cái tình đúng, của mình đúng. Trong cái món quà đó. Thì bây giờ mình tóm lại cái có thêm một cái idea Kim Anh muốn chia sẻ là người bạn thì cô ta có 5 người con thì bây giờ lớn hết rồi, thì năm nào tụi nó cũng ráng nó mua quà cho mẹ, nó mua bóp ví đủ thứ. Nhiều khi cổ nói tôi đâu có dùng cái này, cổ đem cho mình. Cái cổ nói là thôi bây giờ cách đây là cũng mấy năm rồi, cô nói mấy đứa con cứ mỗi cái dịp lễ đó viết cho mẹ một cái lá thư, kể cho nghe mẹ nghe một cái kỷ niệm nào mà chúng con có lúc bé mà chúng con còn nhớ lại. Thì nó hay kể hồi nhỏ mẹ nó làm cái gì nó nhớ. Thì những cái lá thư đó cổ cất, cổ đọc ra mỗi năm, cổ thích lắm. Thì bây giờ nó thành một cái truyền thống. Và cổ nói cái đó nó quý hơn bất cứ cái gì hết. Vâng, chắc Hương Thơ phải nói với anh tại nhà Hương Thơ 11 anh chị em và cháu chứ đó. Rất là đông làm sao cho hết. Có thể mình đó. Yêu cầu mỗi người viết một lá thơ yêu cái gì kỷ niệm nào đẹp nhất đó. Mình cái đó rất là hay. Tôi sẽ áp dụng với con khỏi cần cho mẹ quà hết. Biết về mẹ, những gì con nhớ về mẹ. Còn có một cái mà Kim Anh muốn làm mà chưa làm được, tại vì đọc cũng hay lắm, một cái bà cụ kia lúc mà bà turn 70 thì bà mới nghĩ rằng là người ta sẽ làm cái party lớn, bà nói bà không muốn. Thì bà mới bỏ 70 vào trong 70, tại bà này cũng khá giả, 70 cái phong bì, mỗi phong bì có 70 đồng. Thì bà đưa cho những cái người mà thân bà nhất, con cái, con cháu, bạn bè. Bà nói là tôi muốn, trong cái đó có cái nốt, tôi muốn anh hoặc chị khi nhận được cái này, dùng cái tiền này để đem niềm vui tới những người nào mà cần cái niềm vui, cần cái sự giúp đỡ và cho tôi biết cái kết quả. Thế là bao nhiêu cái lá thư về bà nhận được. Có người thì cho hết cái số tiền đó. Một cái bà mẹ mà thiếu tiền trả tiền điện cái tháng đó, đang đứng khóc ở một cái khi mà cái ảnh tới anh trả tiền điện, thấy cái bà kia đứng khóc vì không có đủ tiền. Có người thì chia ra gặp người này cho 20, người kia cho 20 đại khái. Nhưng mà họ đều vui là vì họ có cái số tiền, họ đem niềm vui cho người khác và họ viết lại cho bà cụ. Thì bà cụ đã thích quá, bà đăng lên cái tờ mà AARP đó, cái tờ mà của người cao niên đó. Sau này là nhiều người theo cái thể thức đó. Nhắc đến đây, tôi cũng nhớ một cái tradition của gia đình tôi là không có cho quà cho nhau mấy bà chị, tại vì đông quá vậy. Mất công mình cũng không biết mua cái gì, tại cứ cần gì là cho rồi, không cần phải mua. Thì chip in tiền và gửi về Việt Nam cho một cái cháu đó cho những người nghèo đó. Cái đó hay. Mình nghĩ là những món quà đó nó thiết thực mà nó ý nghĩa hơn. Nó đem cái hạnh phúc người khác. Để tóm tắt lại, bây giờ những điều mà quan trọng nhất chúng ta cần bắt đầu ngày hôm nay để bắt đầu đơn giản hóa, để sống cân bằng và vui vẻ. Thì nãy Hưng có nói our possession là sở hữu quá nhiều của cải vật chất, phải không? Thì cách nào là mình có thể đơn giản cái đó là bớt sống hồ soàn. Mình và tức là chỉ có chính mình mới biết được là lúc nào thì dừng đủ. Tại vì thật sự ra mình bảo là cái shopaholic thì cái điều khi mình shop vừa đủ thì cái điều đó tốt chứ không có gì là xấu cả. Tại vì ở xã hội Mỹ thì nó phải cũng như là một cái dòng nước nó phải luân chuyển. Chứ còn bây giờ nếu mà ai cũng nghĩ ồ tôi không mua nào sắm nữa thì có phải là kinh tế cùng với cầu giống nhá. nhưng mà mình phải học theo có thể là những người dân ở Âu Châu. Tức là bây giờ mình phải đơn giản hóa bằng cách là bây giờ mình không cần số lượng nữa. Tức là cũng như là Hương Thơ nói rằng ok, khi mình thấy một cái món đồ gì nó đang sale, nó bán nửa giá thì có thể nhiều khi mình cũng không nên mua. Và ngược lại mình nếu bây cái giờ nó khó lắm á, cái đó rất là khó, nó cần phải là self control. Nhưng mà cái món đồ gì mình cần thì mình mua cho nó đáng.
cũng như không không phải là chỉ là quần áo không thôi, cũng như là chị Công Anh nói là có thể là vật dụng trong nhà, có thể là một cái chẳng hạn như là một cái blender hoặc là hay là một cái juicer rất là mắc tiền, nhưng mà nó có thể là nó giúp cho mình, tại vì mình có thể là mình xay trái cây này kia để mình uống, thì mình nên bắt đầu từ những cái chuyện đó. Còn trong cái mùa Christmas này thì Hương thấy thì chẳng hạn như là có thể một số gia đình vẫn còn đang hạn chế, mình không muốn gặp nhau bởi vì lý do Covid hay là ở xa hay là vì gì đó, thì mình có thể con cháu mình thật sự bây giờ tuổi trẻ mình không biết là nó thích cái gì, và nhiều khi ở trong gia đình thì mình có thể nói rằng là ok, mỗi con cháu mình thì nó có một cái gọi là cái wish list đó, để cho mình biết là những cái món đồ gì đó, hoặc là hình thức là mình có thể Venmo, mình gửi tiền cũng như là Hương Thơ nói, hoặc là ngay cả với đồ bây giờ nó rất là thuận tiện, tại vì bây giờ mình có thể mình shop, không cần phải đi ra ngoài shopping mà Amazon, và Amazon nó cũng thể gửi tận nhà. Đó thì có nghĩa là những cái điều đó nó sẽ giúp. Và cái kế mà Hương Thơ trong đây, cái list Hương Thơ có là cái out time, là mình nên bỏ bớt cái cam kết mà không cần thiết với bạn bè, với cộng đồng, bắt ngà voi, không là gia đình mà đi lo chuyện cộng đồng. Rồi những cái sở thích thì mình loại bỏ những cái điều mà không giá trị. Và cái mục tiêu out goal, những cái mục tiêu của mình trong đời sống mình cũng nên chọn bớt lại, đúng không anh? Rồi mình cũng nên đơn giản cái vấn đề mình suy nghĩ tiêu cực. Cái vấn đề đó cũng ảnh hưởng đến cái... rồi quan tâm đến sức khỏe, rồi giới hạn thời gian xem tivi. Mình làm được. mình đọc news, mình làm tin tức thì mình cũng nên theo dõi cái vấn đề đó. Thì không biết Kim Oanh nghĩ mình có hạn chế những tin tức thì trong cái khái phim bộ thì không phải khái niệm la gom á, là họ nói đơn giản nghĩa là mình bỏ những cái gì mà nó không đem lại cái hạnh phúc và nó không cần thiết cho đời sống. Thì ngay cả những cái giải trí, có những cái giải trí nó đem lại hạnh phúc cho mình, có nhiều cái nó mất thì giờ. Những cái phim bộ, những cái series ở Netflix á, khi đã bắt đầu coi rồi là cứ coi tiếp không ngưng được, nhưng mà nó chả có bổ ích gì hết, mình không học hỏi được gì hết. Còn ví dụ như là đi ra ngoài đọc một cuốn sách hoặc nghe một cái concert ở đâu thì nó giải trí, nhưng mà nó đem lại cái bổ ích cho đầu óc mình. Khi mà Hương Thơ chạy xe đạp ở ngoài biển, Hương Thơ nghe TED Talks nó cho Hương Thơ idea, cái chương trình TED Talks hay lắm, có những cái idea đó. Có một cái chương trình mà nghe rất là hay, kêu là Super Soul Sunday của cái bà Oprah Winfrey. Bà phỏng vấn rất là nhiều người nổi tiếng và họ nói về những cái bí quyết sống hạnh phúc, thì cái đó là cũng một cái mà mình nghe, mình relax mà mình học hỏi được nhiều thứ. Và vấn đề nãy có nói là use fewer words, là nói ít đi. À, cái đó mình nên nói rộng ra một tí. Là cái quan niệm Lagram á, là họ nói là không có nói dư, không có nói thiếu, nghĩa là nói vừa đủ, nghĩa là sau khi mình diễn tả cái gì, mình nói rõ ràng cái ý tưởng của mình đừng có nói nhiều quá, nó đâm ra nó đi lòng vòng rồi dễ hiểu lầm, dễ đưa ra tới cái conflict. Nói ít quá cũng hiểu lầm. Thì nói vừa đủ, nói mà trao đổi. Thì họ nói là đối với người ngoài có thể, và đối với người Á Châu khi mà tiếp xúc với người Thụy Điển, mình cảm thấy sao mấy người này ít nói, có vẻ lạnh lùng, nhưng mà thật ra họ nói đủ, và mình tập nghe và đừng có đòi hỏi là người ta nói thêm nữa. Và nghỉ ngơi khi mà cảm thấy mệt mỏi, và đừng so sánh cuộc sống với người khác. Đừng lên Facebook mà so sánh. Sống thật với cảm xúc của mình. Mình vui thì cười, buồn thì khóc. Và nên đừng tiết kiệm lời yêu thương đối với người mà mình muốn nói lời đó. Cái đó quan trọng. Là nói đơn giản, không phải là mình sống mà mình không nói gì cả, hay là mình không làm gì cả, phải không ạ? Bây giờ xin mời giáo sư Kim Oanh như luật sư Hương có lời cuối cho chúng ta kết thúc chương trình. Thì Kim Oanh xin thêm một điểm là mình biết tận dụng và tận hưởng những cái gì mình đang có, và biết cảm ơn và cái lòng biết ơn với tất cả những cái hạnh phúc mình đang có trong tay. Đó là cách đơn giản hóa cuộc sống. Theo Hương thì cái đơn giản hóa nó bắt đầu bằng chính bản thân của mình. Mình muốn người khác làm được cái điều đó thì mình phải nhất là làm gương. Và mình nên tập bằng cách mình xem coi là cái cuộc sống của mình bây giờ mình đang cần cái gì, và mình muốn sống như thế nào trong thời gian 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa, để mình có một cái hoạch định ngay từ bây giờ. Nhiều khi những cái món đồ mình cần phải mua
thì Amazon nó có một cái điểm hay là nó cho mình bỏ vào trong cái basket, đúng không? Mình không mua liền. Đúng, đúng. Suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại tới ngày hôm sau hay là ngày mình có nên dùng cái basket function more. Để thì có nên hay không? Và ngoài cái cách sống mà Lagom cũng như là Hương Thơ với lại chị anh có nói đó, thì một cho những ông chồng Đức Lăng Quân thì Hưng có thêm một lời khuyên là nên xài thêm là la hô, tức là khi mà đi shopping với vợ thì mình nắm tay thật chặt, tại vì buông ra một cái là mất mấy trăm tiền nó bay ba ra shopping. Và nhớ làm linh linh dress, ở cái đó cũng là rất rõ rồi cái đầu. Thì với Hương Thơ thì tóm lại để thanh thản thì chúng ta nên tập biết vứt bỏ, sắp xếp, biết đủ là đủ và sống đơn giản như là lời góp ý của giáo sư Kim Oanh như là sư Hưng. Sống đơn giản như chúng tôi nói không phải là bằng lòng với cuộc sống bình dị mà chúng ta đang có, mà sống đơn giản là nhìn thấu đáo những điều quan trọng đối với bản thân của chúng ta. Đừng có phức tạp hóa mọi vấn đề trong cuộc sống, đừng chuyện bé xé ra to, đừng ôm đồm nhiều thứ không liên quan đến mình, đừng cầu mong công danh vật chất xa hoa, điều đó cũng hơi khó vào quý vị nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng. Đừng chạy theo những cái không thuộc về mình, đừng nghĩ tới những điều lớn lao khi vẫn còn những điều nhỏ nhặt mà chúng ta có thể thực hiện được ngay bây giờ, và đừng quan tâm quá nhiều tới những chuyện xưa hề xảy ra, và đừng để quá khứ trở thành gánh nặng khiến cho chúng ta không thể nào dứt bỏ được. Chúc quý vị và các bạn sẽ có được một cuộc sống thật thảnh thơi với những điều đơn giản nhất. Chương trình Cuộc Đời Ngày Nay với giáo sư Kim Oanh, luật sư Trần Khánh Hưng xin kính chào quý vị, chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành.